Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha. Tập 68. Chương 671, Sư Nương 2. Kiến mộc dưới chân chúng ta đang trong trạng thái dần dần phục hồi sức sống, đại khái vài vạn năm hoặc vài chục vạn năm nữa. Kiến mộc sẽ hoàn toàn hồi sinh, vươn lên khỏi mặt đất, mọc thành một kiến mộc thông thiên mới. Ngươi nhìn cái cây mà thượng quan nha đầu vừa ở, ban đầu không nên mọc cao như vậy. Đây chính là do ảnh hưởng của sức sống của kiến mộc. Nếu ta đoán không nhầm, thì rễ của cây đại thụ đó rất gần với vị trí của kiến mộc. Bản thân Tuế Nguyệt Tiên cũng đã từng nói, kiến mộc năm xưa gặp đại kiếp, bị chặt ngang lưng, sức sống không còn, kiến mộc mới mọc ra từ kiến mộc cũ, chính là hắn. Được rồi, các tiểu gia hỏa tham quan cũng gần xong rồi, tối nay nghỉ ngơi thôi. Thượng quan Vũ vỗ tay, để Bạch Minh dẫn họ đến chỗ ở, ngày mai bắt đầu học ngũ hành tổng cương. Mặc dù nàng không nhìn ra được thứ dưới mộc mạch là bản thể của Tuế Nguyệt Tiên, nhưng cũng biết kiến mộc quý giá, nàng không phải ai cũng chia. Nàng cảm thấy năm người này sau này nhất định sẽ thành đại khí, để lại một nét đậm nét trong lịch sử tu hành, kết duyên với hậu bối. Chỗ ở do Ngũ Hành Tông sắp xếp nằm ở nơi giao nhau của ngũ mạch, cũng chính là địa bàn của Khiêu Tấn An, địa vị có thể ví như thiên môn phong. Ồ, đều trở về rồi sao? Lục Tông Chủ đã lâu không gặp. Một giọng nói quen thuộc vang lên, trêu chọc Lục Dương. Lục Dương nhìn lại, thì ra là đại đệ tử của Khiêu Tấn An, Lâm Thiếu Du, Mộc Linh Căn, hợp thể sơ kỳ đã có chiến lực ngang với hợp thể hậu kỳ, là thiên tài ngang hàng với Đái Bất Phàm sư huynh. Lần trước Ngũ Hành Tông đến thăm Vấn Đạo Tông, chính là do Lục Dương, tông chủ tạm quyền tiếp đãi Lâm Thiếu Du. Lâm Thiếu Du còn tưởng đại sư tỷ vẫn kiêm nhiệm tông chủ tạm quyền, liền đề nghị muốn khiêu chiến với người cùng thế hệ. Sau đó đại sư tỷ lặng lẽ đứng ra, Lâm Thiếu Du lặng lẽ lùi lại, chuyện này không còn nữa. Gặp qua Lâm sư huynh, năm người chắp tay hành lễ. Được rồi, đừng câu nệ như vậy, thả lỏng đi, ta chỉ tu luyện pháp thuật mệt mỏi ra ngoài hóng gió, vừa đúng lúc các ngươi trở về chào hỏi các ngươi. Ồ, sư nương đã phát lệnh bài cho các ngươi rồi sao? Lâm Thiếu Du chú ý đến lệnh bài 6 người đeo trên ngực. Sắc mặt Bạch Minh đột ngột thay đổi, vội vàng kéo Lục Dương và những người khác ra ngoài. Lục Dương và những người khác không hiểu tại sao, nhưng vẫn rất nghe lời mà tránh xa nơi đây. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, sấm sét nổ vang, đánh Lâm Thiếu Du cháy đen, toàn thân bốc khói đen. Bạch Minh nhỏ giọng giải thích, thượng quan tiền bối không muốn nghe ai gọi nàng là già, nếu có người cố tình phạm phải, thì kết cục sẽ như vậy. Khụ khụ, đều là chuyện nhỏ, không sao. Xác khô cháy đen sống lại, đôi mắt sáng ngời. Tiếng rắc nhẹ vang lên, trên bề mặt xác khô cháy đen xuất hiện vô số vết nứt, Lâm Thiếu Du bình an vô sự bước ra khỏi xác khô, như thể không có chuyện. Gì xảy ra, ngay cả quần áo cũng hoàn toàn mới. Bạch Minh lại một lần nữa nhỏ giọng giải thích, quần áo của đại sư huynh đều dùng lá cây mọc ra trên cơ thể. Sau đó luyện hóa lá cây thành quần áo, người thường rất khó nhìn rõ động tác này, ta cũng là sau khi sư phụ nói cho mới biết. Đôi mắt của Mạnh Cảnh Chu sáng lên, Lâm Thiếu Du là người cùng thế hệ với Đái Bất Phàm, cũng chính là cùng thế hệ với đại sư tỷ, nơi này cũng không phải Vấn Đạo Tông. Lâm sư huynh năm nay của ngươi, còn chưa nói hết, Lục Dương đột nhiên phản ứng lại, từ phía sau bịt miệng Mạnh Cảnh Chu, kéo hắn trở lại. Ngươi muốn chết thì đừng kéo theo mọi người. Mọi người nhìn nhau, không hiểu tại sao Lục Dương lại phản ứng lớn như vậy. Lâm Thiếu Du càng trực tiếp hỏi, Mạnh sư đệ có chuyện gì muốn hỏi không? Không có, không có, hắn vừa rồi mộng du. Lục Dương trả lời thay Mạnh Cảnh Chu. Đúng rồi, đại sư huynh, gần đây ngươi không phải mới luyện được một pháp thuật sao? Sao còn tu luyện pháp thuật? Hắc hắc, đại sư huynh ta là thiên tài như thế nào? Có ý tưởng mới, tu luyện pháp thuật mới không phải là chuyện rất bình thường sao? Vậy lần này ngươi tu luyện là? Kết hợp trùng thụ quyết và họa địa vi lao, tăng cường độ của họa địa vi lao, nói thì hơi phiền phức, xem ta biểu diễn cho các ngươi xem là biết ngay. Lâm Thiếu Du lấy ra từ trong lòng một vài hạt giống cây, quay vòng tại chỗ gieo hạt, hạt giống rơi xuống đất bén rễ, sinh trưởng nhanh chóng. Vây quanh Lâm Thiếu Du, cành lá của cây uốn cong vào trong, giống như một cái lồng chim.
cây cối tỏa ra ánh kim loại, rất giống với cây cối mọc ở kim mạch. Nhìn, giống như thế này. Lâm Thiếu Du đấm một quyền vào cây sắt không hề nhúc nhích, lại dùng sức dậm chân, mặt đất không hề nhúc nhích. Rễ cây liên kết với nhau ở phía dưới, không thể phá hủy, vô cùng chắc chắn. Thật lợi hại. Bạch Minh kinh ngạc, chỉ bằng một chiêu này đã có thể đánh bất ngờ, trói buộc cùng cấp không thành vấn đề. Ta thấy đại sư huynh ngươi sử dụng rất lưu loát, sao còn phải tu luyện, là chỗ nào chưa luyện đến nơi đến chốn sao? Pháp thuật kết hợp này có một chút vấn đề nhỏ vẫn chưa khắc phục được. Là gì? Ta không biết cách chủ động giải trừ. Bạch Minh trầm mặc. Bạch Minh từ từ giơ tay lên, dùng sức ôm quyền, đại sư huynh, ngài tự trọng. Bạch Minh dẫn mọi người rời đi, Lâm Thiếu Du thở dài, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Sư nương cứu mạng. Ầm ầm, ba tia sét giáng xuống, Lâm Thiếu Du không hề hấn gì. Ồ, đây là nguyên lý gì? Chương 672, kiến thức thượng cổ hữu ích. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tương hỗ sinh sôi hoặc thúc đẩy, như mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, là nguồn gốc cấu thành thế giới, ngũ âm, ngũ vị, ngũ sắc, ngũ hóa, ngũ tạng, ngũ quan xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả tương ứng với ngũ hành. Trong giảng đường, truyền công trưởng, lão trên bục giảng giảng giải ngũ hành tổng cương, giảng đến đầu rung chuyển, nước bọt văng tung tóe, giảng đến chỗ hứng khởi, còn vừa múa may vừa ra hiệu. Bất Hủ tiên tử trong không gian tinh thần ngáp một cái, muốn ngủ, khóe mắt còn có giọt lệ. Trình độ giảng giải của truyền công trưởng lão kém xa Bất Ngữ đạo nhân, giảng một chút cũng không sinh động thú vị. Thật nhàm chán, những thứ này cửu trọng tiên đồ đã giảng rồi. Cửu trọng tiên không phải là âm dương đạo quả sao, cũng có liên quan đến ngũ hành à? Ngươi quên công pháp của cửu trọng tiên rồi sao? Lục Dương suy nghĩ một lúc, khi còn ở Bất Hủ giáo, Bất Hủ tiên tử đã nói một lần, hắn không nhớ rõ tên cụ thể, chỉ nhớ có rất nhiều con số. Số học tiên công. Gọi là số học tiên công cũng không sai, nói chính xác là gọi là hỗn độn nhất khí lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất diệu bát hoang cửu địa thập thiên duy ngã độc tôn tiên công. Không hổ danh là người đầu tiên thành tiên, tên công pháp còn dài hơn người khác. Cửu trọng tiên đối với những thứ như hỗn độn, âm dương, ngũ hành rất có nghiên cứu, hắn đã cân nhắc rất lâu giữa hỗn độn đạo quả, âm dương đạo quả, ngũ hành đạo quả, dùng cả một độ kiếp kỳ để cân nhắc. Cuối cùng đã chọn âm dương đạo quả. Tại sao không chọn hai cái kia? Dùng lời của cửu trọng tiên mà nói, đại khái là duyên phận đi, trong cõi U Minh tự có trời định. Duyên phận, Lục Dương cảm nhận được tâm trạng của cửu trọng tiên khi nói lời này, đó là một loại chủ nghĩa định mệnh, tràn đầy cảm giác bất lực. Bất Hủ tiên tử đã nói, trong số các tiên nhân có người tin mệnh có người không tin mệnh, Bất Hủ tiên tử thuộc về phe không tin mệnh, xem ra cửu trọng tiên thuộc về phe tin mệnh. Cửu trọng tiên cũng không dễ đưa ra lựa chọn, ba loại đạo quả đều có ưu nhược điểm riêng, cuối cùng là dựa vào bắt thăm để quyết định. Để bắt thăm cũng tốn rất nhiều công sức, trước tiên là dùng hết các loại bí bảo, trong vũ trụ dựng nên đại trận che chắn thần thức, các tiết điểm của đại trận đều lấy tinh tú làm đơn vị. Sau đó lại để chúng ta đến làm hộ pháp, cuối cùng nhắm mắt lại, phong bế ngũ quan thất thức, đảm bảo không bị ngoại giới quấy nhiễu, như vậy mới yên tâm bắt thăm. Kết quả bắt tham chính là âm dương đạo quả. Cửu trọng tiên bắt một lần vẫn chưa yên tâm, đảo lộn thứ tự, bắt lại hai lần, đều là âm dương đạo quả. Nếu nói một lần là ngoài ý muốn, vậy thì ba lần đều có kết quả như nhau, chính là chuyện đã định sẵn trong số mệnh. Lục Dương thầm nghĩ ba lần đều có kết quả như nhau chẳng phải là xác suất 1/9 sao. Suy nghĩ đây có thể là khoảng cách giữa mình và tiên nhân, thôi thì đừng hỏi nữa. Mặc dù đã chọn âm dương đạo quả, nhưng cửu trọng tiên đều rất có nghiên cứu về hỗn độn và ngũ hành, đừng tưởng đạo quả là toàn bộ của tiên nhân, chúng ta là tiên nhân, thường xuyên tụ họp, trao đổi tâm đắc tu luyện và nghiên cứu, trao đổi lẫn nhau, có thể nói năm chúng ta về kiến thức tu hành, không ai sánh bằng. Bất Hủ tiên tử cười kiêu hãnh, trong nụ cười tràn đầy tri thức và trí tuệ. Lục Dương gật đầu, đây quả là sự thật, hắn nghe nói tu vi càng cao, càng cần tìm người cùng cấp để trao đổi chứng thực. Trao đổi với người cùng cấp một lần, thu hoạch được có thể bù đắp cho trăm năm tu hành, nhìn vào tần suất năm vị thượng cổ tiên nhân này có chuyện không có chuyện gì lại tụ họp một lần. Chỉ sợ kiến thức tích lũy của họ đã tăng lên đến mức vô cùng đáng sợ, có thể bù đắp cho hàng triệu năm tu hành. Lục Dương,
ngươi đứng lên trả lời câu hỏi này. Truyền công trưởng lão sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm vào Lục Dương, mặc dù mình giảng thực sự rất nhàm chán, nhưng giống như Lục Dương này, vừa nghe vừa ngẩn người ra thì đây là lần đầu tiên thấy. Lục Dương hoảng hốt đứng dậy, vừa rồi chỉ mải nghe bí sử thượng cổ, không nghe truyền công trưởng lão giảng gì, vội vàng truyền âm cho Mạnh Cảnh Chu. May mà có Bất Hủ tiên tử che chở, cũng không đến nỗi bị trưởng lão phát hiện ra chuyện truyền âm. Vừa rồi trưởng lão giảng gì? Đừng hỏi ta cũng không nghe. Mạnh Cảnh Chu mồ hôi lạnh túa ra, sợ rằng truyền công trưởng lão tiếp theo sẽ hỏi mình. Vừa rồi hắn ngẩn người, nghe truyền công trưởng lão giảng đến chữ thổ, liền suy nghĩ nếu sau khi tử hình còn phải chôn cất, vậy trực tiếp chôn sống không phải là được rồi sao? Man Cốt, ngươi biết không? Không biết. Hắn đang suy nghĩ việc mình là người cuối cùng của man tộc thượng cổ, không biết có bị cách ly sinh sản với man tộc hiện tại hay không. Lục Dương hỏi một vòng, không có một người nào đáng tin. Lục Dương, trả lời câu hỏi, ngươi không nghiêm túc nghe giảng đúng chứ? Truyền công trưởng lão tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lục Dương. Lục Dương hít sâu một hơi, sự đã đến nước này, không còn cách nào khác. Đạo quả của cửu trọng tiên là âm dương đạo quả, nắm giữ lực lượng cực hạn. Đạo quả của ứng thiên tiên là ứng kiếp đạo quả. Tu sĩ độ kiếp phần lớn đều là do ứng kiếp đạo quả. Đạo quả của tuế nguyệt tiên là tuế nguyệt đạo quả, nắm giữ lực lượng thời gian. Đạo quả của kỳ lân tiên là thích giả sinh tồn đạo quả. Bất kỳ đòn tấn công nào đã thực hiện cũng không có hiệu lực với hắn. Giảng đường im phăng phắc. Các bạn đang nghe chuyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 673, học tập phân thủy thuật 1. Trưởng lão, ta trả lời đúng không? Truyền công trưởng lão nhất thời hoảng hốt. Hắn nhớ là Lục Dương vừa rồi đã nói một tràng dài, nhưng lại không nhớ nổi một chữ nào. Hắn nói gì vậy? Trưởng lão, trưởng lão. Lục Dương gọi hai tiếng, truyền công trưởng lão mới hoàn hồn. Á, trưởng lão, vừa rồi ngài không ngẩn người đó chứ? Truyền công trưởng lão ho khan hai tiếng, giống như không nghe thấy câu nói cuối cùng của Lục Dương. Khụ khụ, Lục Dương vừa rồi nói đại khái không sai, ta ở đây giảng lại một lần nữa, năm là con số ổn định nhất trong tự nhiên. Ví dụ như Trung ương Triều Vương và bốn phương Đông Tây Nam Bắc, năm đại tiên môn, năm mạch của ngũ hành tông, bốn đại ma giáo và thiên đình giáo tình hình không rõ. Theo lý thuyết ngũ hành, thiên đình giáo rất có thể trở thành đại ma giáo thứ năm, tạo thành ngũ. Còn năm người các ngươi là năm người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của Vấn Đạo Tông, điều này cũng phù hợp với lý thuyết ngũ hành. Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ truyền âm cho Lục Dương, giỏi thật, vừa rồi ngươi làm thế nào vậy, ta nghe ngươi nói một tràng dài, không nhớ được một câu nào. Lục Dương nghiêm túc nói, đây là bí pháp thượng cổ, chỉ có ta mới có thể thi triển. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đặc tính hay quên của tiên nhân đã giúp hắn rất nhiều. Truyền công trưởng lão rất nhanh đã nói đến trọng điểm của hôm nay, tiếp theo chúng ta sẽ kể về kiến thức pháp thuật ngũ hành, trong số các ngươi, ai là người quen thuộc nhất với pháp thuật ngũ hành? Hắn, bốn người đồng loạt chỉ vào Lục Dương suýt chút nữa không phản ứng kịp. Truyền công trưởng lão hơi kinh ngạc, cảm thấy rất an ủi, ồ, nghe nói ngươi là kiếm linh căn, không ngờ còn tinh thông pháp thuật ngũ hành của ngươi tu luyện như thế nào, kể cho ta nghe xem. Lục Dương ngượng ngùng gãi đầu, phải kể thế nào đây, hắn tu luyện pháp thuật dễ như trở bàn tay, thậm chí còn không gặp phải bình cảnh. Chính là dựa vào cảm giác, luyện tập tùy tiện là luyện thành. Mặc dù hiệu quả pháp thuật không chắc chắn, nhưng pháp thuật thực sự là luyện tập tùy tiện là thành công. Đừng nói bừa, ngũ hành pháp thuật nào có dễ tu luyện như vậy. Trưởng lão truyền công của trách Lục Dương, nếu ngũ hành pháp thuật dễ tu luyện như vậy, thì cần gì đến ngũ hành tông bọn họ. Đừng tưởng rằng may mắn luyện được một môn ngũ hành pháp thuật mà coi thường việc học pháp thuật. Ngươi đã luyện được những môn ngũ hành pháp thuật nào? Cho ta xem thử. Theo quan điểm của trưởng lão truyền công, Lục Dương chắc chỉ học được những pháp thuật đơn giản dễ học như thuật cầu hỏa, thuật độn thổ, nên mới thấy ngũ hành pháp thuật dễ tu luyện. Lục Dương bất đắc dĩ, đành phải thi triển pháp thuật đã học. Hắn giang tay phải, một con chim lửa màu vàng xuất hiện trên lòng bàn tay, sống động như thật, mang theo nhiệt độ khủng khiếp, đốt cháy bài kiểm tra mà trưởng lão truyền công để trên bục giảng. Lục Dương lại giang tay trái, tam vị chân hỏa cháy hừng hực. Trưởng lão truyền công chỉ chú ý vào lòng bàn tay của Lục Dương, không để ý đến chuyện nhỏ này.
Đây là gì? Kim điểu chân viêm, tam vị chân hỏa. Cái gì? Sao hắn chưa từng nghe nói đến hai loại chân hỏa này? Từ bao giờ mà 108 loại chân hỏa biến thành 110 loại? Chưa kịp để trưởng lão truyền công phản ứng lại, thì thấy Lục Dương lấy ra một hạt giống, gieo xuống đất. Hạt giống rơi xuống đất, nảy mầm, mọc ra hai đóa sen. Trên đóa sen có hai Lục Dương, một người mặc quần áo, một người mặc lá sen. Đây là pháp thuật gì? Trưởng lão truyền công trợn tròn mắt, chuyện này quả là chưa từng thấy. Trùng thụ quyết, nhà ai mà trùng thụ quyết lại như thế này? Trưởng lão truyền công còn chưa kịp nói hết lời trong lòng, thì thấy Lục Dương thu hồi phân thân, chui xuống đất, tự do đi lại, lúc rảnh rỗi còn có thể há miệng ăn vài miếng đất. Thuật độn thổ, trưởng lão truyền công kinh ngạc không thôi, tư thế của Lục Dương rất giống với thuật độn thổ, nhưng đường vận hành linh lực lại không giống. Ta đặt tên là xúc địa, ngươi tự sáng tạo ra sao? Gần như vậy, tình cờ tạo ra thôi. Trưởng lão truyền công giật giật khóe miệng, những pháp thuật ngũ hành mà Lục Dương thi triển, hắn không thấy một cái nào, đây tuyệt đối không phải là loại pháp thuật đơn giản dễ học. Còn về pháp thuật hệ kim, thì kiếm pháp cũng tạm tính là được. Lục Dương không định thi triển kim thân trượng lục, đó là chiêu thức của Lục thiếu giáo chủ, hắn không phải Lục thiếu giáo chủ, sao có thể thi triển kim thân trượng lục được. Pháp thuật hệ thủy thì ta chưa học được cái nào. Trưởng lão truyền công kinh ngạc đến ngây người, đã học được bốn pháp thuật ngũ hành mà vẫn không bỏ rơi kiếm pháp, cảnh giới cũng không tụt hậu. Chẳng lẽ tiểu tử Dương này thực sự có thiên phú cao như vậy về ngũ hành pháp thuật? Đầu thai? À, bái sư vào Vấn Đạo Tông thì lỗ quá rồi. Tốt lắm, ngũ hành pháp thuật tương sinh tương khắc, rất ít người có thể học được hai pháp thuật tương khắc, ngươi có thể học được bốn trong ngũ hành, đủ thấy ngươi có thiên phú không tệ về phương diện này. Đúng vậy, không phải ta khoác lác, thiên phú của Lục Dương còn mạnh hơn cả đại sư tỷ. Mạnh Cảnh Chu khen ngợi thiên phú pháp thuật của Lục Dương là huynh đệ tốt, hắn cảm thấy vô cùng vinh dự. Chương 674, học tập phân thủy thuật 2. Đúng, ta cũng thấy vậy. Lý Hạo Nhiên cố sức theo sau. Mancos gãi đầu, luôn cảm thấy hai người này có ẩn ý trong lời nói, có phải là ảo giác không? Thôi bỏ đi, xuôi theo đám đông vậy, ta cũng thấy vậy, chỉ có Đào Yêu Diệp là không nói gì. Lục Dương toát mồ hôi lạnh, Mạnh Cảnh Chu, tiểu tử ngươi muốn nâng đỡ ta đến chết à? Đúng là đáng chết. Đã có thể học được bốn pháp thuật ngũ hành, vậy thì pháp thuật hệ thủy còn lại đối với ngươi hẳn là không quá khó. Nếu có thể nắm giữ năm pháp thuật thuộc tính khác nhau, theo nguyên lý ngũ hành tương sinh, có thể thi triển ra pháp thuật kết hợp mạnh mẽ. Thế nào, có muốn học thêm một môn pháp thuật hệ thủy không? Nghe nói có cơ hội học pháp thuật, Lục Dương sao có thể từ chối? Xin trưởng lão chỉ giáo. Nhìn thấy thái độ cung kính của Lục Dương, trưởng lão truyền công có thiện cảm với Lục Dương hơn không ít, hắn gật đầu. Để ta nghĩ xem, vậy thì ngươi học phân thủy thuật đi. Phân thủy thuật là một pháp thuật hệ thủy, cực kỳ khó học, cho dù có song linh can thủy thuộc tính cũng không chắc học được, nhưng ngược lại. Cực kỳ khó học thì có nghĩa là lực lượng vô cùng lớn, có thể nói rằng một khi học được, có thể khắc chế tất cả các pháp thuật hệ thủy. Mọi người đồng loạt kinh ngạc, không ngờ pháp môn này lại mạnh như vậy. Trưởng lão truyền công cười tủm tỉm vuốt râu bạc, nói, tương truyền vào cuối thời Đại Ngu, thế gia phiên vương khởi binh, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Có một vị đại thần thông dẫn đầu dân chúng của một trấn đi lánh nạn, nhưng lại bị Đại Hà Thông Thiên chặn đường, sóng nước mênh mông, dòng chảy xiết, không thể đi thuyền. Vị đại thần thông kia đương nhiên có thể vượt qua Đại Hà, nhưng những người dân phía sau hắn thì không được. Vị đại thần thông kia đứng bên bờ sông, tay cầm gậy trống, gõ xuống đất ba cái, Thông Thiên Đại Hà từ giữa tách ra. Lộ ra một con đường lớn rộng 80 mét, hai bên bờ sông dựng đứng cao cao, tạo thành tường nước. Đợi đến khi toàn bộ dân chúng đã vượt qua Đại Hà, thì hai bức tường nước ầm ầm đổ sụp, Đại Hà trở lại trạng thái ban đầu. Đây chính là phân thủy thuật, có thể chia đôi nước sông, trước thần thông này, bất kỳ pháp thuật hệ thủy nào cũng vô dụng. Với cảnh giới hiện tại của ngươi, muốn chia đôi nước sông thì quá khó, cơ thể ngươi sẽ không chịu được, nhưng nếu đối mặt với pháp thuật hệ thủy cùng cảnh giới, thì hẳn là sẽ không gây ra mối đe dọa nào. Lục Dương hít vào một hơi, nghe phân thủy thuật này có vẻ rất lợi hại. Ví dụ như thế này, trưởng lão truyền công lấy ra một chiếc cốc đựng đầy nước, nhẹ nhàng vạch một đường trên chiếc cốc,
thì thấy nước trong cốc chia đôi, rõ ràng tách biệt. Hắn ngửa đầu uống cạn, uống hết nửa cốc nước còn lại vẫn giữ nguyên như cũ. Xin trưởng lão dạy cho ta. Lục Dương một lần nữa chắp tay. Tốt. Trưởng lão truyền công không mở bếp riêng cho Lục Dương mà giảng phân thủy thuật cho 5 người. Vừa hay cũng có thể xem thiên phú pháp thuật ngũ hành của mấy người Lục Dương như thế nào. Muốn học phân thủy thuật, phải tĩnh tâm ngưng thần, tụ linh lực vào hai tay, kết ấn thủy ngũ hành, ngón tay cái và ngón tay út chạm vào nhau, ba ngón còn lại mở ra. Trưởng lão truyền công quả nhiên là thầy khai sáng của đệ tử ngũ hành tông, kiến thức giảng giải tuy khô khan, nhưng chỉ cần hiểu được những kiến thức này, sẽ thấy hắn giảng rất rõ ràng. Không mất đến hai canh giờ, Lục Dương đã nắm được bí quyết của phân thủy thuật, còn Mạnh Cảnh Chu và những người khác do thiên phú pháp thuật có hạn. Đặc biệt là những pháp thuật liên quan đến linh can thủy mới có thể học được, nên tiến độ học tập rất chậm. Trưởng lão, ta muốn thử xem. Trưởng lão truyền công động ý niệm, một quả cầu nước to bằng quả bóng ra nổi lơ lửng trước mặt Lục Dương. Nếu có thể chia đôi quả cầu nước, thì coi như luyện thành. Lục Dương kết ấn thủy ngũ hành bằng hai tay, thầm niệm khẩu quyết. Ngũ hồ tứ hải đều quy, phủ, cửu giang bát hồ tứ lộ khai, phân. Lục Dương khép ngón giữa và ngón trỏ tay phải lại, chỉ vào quả cầu nước, khẽ quát một tiếng, quả cầu nước biến mất không thấy tăm hơi. Trưởng lão truyền công, không đúng, quả cầu nước đâu rồi? Làm lại lần nữa. Hắn lại ngưng tụ ra một quả cầu nước, ra hiệu cho Lục Dương làm lại. Lục Dương thi triển phân thủy thuật, quả cầu nước lại biến mất không dấu vết. Lục Dương cũng thấy kỳ lạ, quả cầu nước còn có thể biến mất không dấu vết. Hắn học đâu phải pháp thuật hư vô, tìm được bất hủ tiên tử. Tiên tử, ngươi có thể nhìn rõ ta vừa làm gì không? Nghe nói Lục Dương đang học pháp thuật, bất hủ tiên tử đương nhiên không bỏ lỡ cảnh này, vẫn luôn quan sát nghiêm túc trong không gian tinh thần. Nhìn thấy rồi, sau khi ngươi thi triển phân thủy thuật, quả cầu nước không phải biến mất, mà là nhỏ đến mức không nhìn thấy được. Nhỏ đến mức không nhìn thấy. Ừ, chia thành hai luồng khí. Một luồng khí bên trong là một quả cầu nhỏ xoay quanh một quả cầu nhỏ. Một luồng khí khác bên trong là 8 quả cầu nhỏ xoay quanh một quả cầu nhỏ. Hai luồng khí này đều có trong không khí, rất phổ biến. Lục Dương trầm mặc. Hóa ra ta đã phân nước thành khí hydro và khí oxy. Các bạn đang nghe chuyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 675, thực lực của Lý Hạo Nhiên. Trưởng lão truyền công từ lâu đã tu luyện ra thiên nhãn, khi Lục Dương lần thứ hai thi triển phân thủy thuật, cuối cùng cũng nhìn ra được nguyên lý. Thì ra là phân giải nước thành hai loại khí là khinh khí và hoạt khí, bình thường chỉ khi dùng lôi pháp đánh vào nước mới xuất hiện tình huống này. Không ngờ ngươi dùng pháp thuật lại có thể đạt được hiệu quả tương tự, quả thực là lợi hại. Giới tu tiên ngay cả pháp thuật điểm thạch thành kim có thể thay đổi cấu trúc vật chất từ cấp độ nguyên tử cũng có thể tùy ý thi triển. Từ lâu đã phân tích rõ ràng cấu tạo và phân loại nguyên tử, trưởng lão truyền công tùy tiện nhặt một hòn đá cũng có thể biến thành chất phóng xạ. Đối với kim đan nhất phẩm, hoặc là tu sĩ nguyên anh kỳ viên mãn, đều tu luyện đến cảnh giới vô khuyết vô lậu, không sợ chất phóng xạ. Ngay sau đó, sắc mặt trưởng lão truyền công trở nên kỳ quái, vuốt râu bạc trắng, suy nghĩ vấn đề then chốt nhất. Nhưng ta dạy cho ngươi hẳn là pháp thuật có thể tách nước, miễn dịch công kích của pháp thuật hệ thủy mới đúng chứ, sao lại có hiệu quả này? Lục Dương nghiêm túc nói, đúng vậy, đây chính là phân thủy thuật, ngài xem, có thể tách nước, chia thành hai loại khí, còn có thể miễn dịch công kích của pháp thuật hệ thủy. Trưởng lão truyền công suy nghĩ hồi lâu, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không tìm ra được chỗ không ổn. Dù là xét về tên gọi hay xét về hiệu quả, thì đều giống hệt phân thủy thuật. Đây chính là phân thủy thuật. Chúc mừng, lần này ngươi đã học xong ngũ, hành pháp thuật rồi. Người huynh đệ tốt Mạnh Cảnh Chu vỗ tay, bàn về thiên phú pháp thuật thì không bằng Lục Dương, học mãi phân thủy thuật mà không học được, dứt khoát không học nữa. Trưởng lão truyền công do dự một chút, vẫn gật đầu. Đã như vậy, ngươi đã học xong ngũ hành pháp thuật, vậy theo lý thuyết ngũ hành, có thể tiến hành pháp thuật kết hợp mạnh mẽ, ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng. Ngay sau đó, trưởng lão truyền công lại im lặng, hắn phụ trách dạy dỗ đệ tử ngũ hành tông ngàn năm. Pháp thuật ngũ hành nào cũng đã từng thấy, có thể căn cứ vào loại pháp thuật ngũ hành mà đệ tử nắm giữ, chỉ dẫn cho họ cách kết hợp.
như Lục Dương như thế này. Nói thật, pháp thuật ngũ hành mà Lục Dương nắm giữ, hắn chưa từng thấy loại nào. Ngũ hành pháp thuật chính là minh chứng cho việc ngươi say mê pháp thuật, một người ngoài như ta chỉ tay năm ngón, chỉ dẫn ngươi tu hành ngược lại lại hạ thấp trình độ. Tu hành chú trọng bản tâm tự ngã, vậy đi, sau giờ học ngươi tự luyện tập cách kết hợp ngũ hành pháp thuật như thế nào. Tiếp theo tiến hành kiểm tra đột xuất, không được gian lận. Trưởng lão truyền công xoay người đi lấy bài kiểm tra đột xuất đặt trên bục giảng, để lại một lớp bụi bặm. Vừa nãy, Lục Dương nhân lúc trưởng lão truyền công không chú ý, kim điểu chân diễm đã phun ra một ngọn lửa, thiêu rụi bài kiểm tra. Dù năm người kinh nghiệm phong phú, thường xuyên diễn kịch, nhưng lúc này trên mặt đều không nhịn được nở nụ cười. Trưởng lão truyền công mặt mày ủ rũ tuyên bố tan học. Lý sư đệ, ngươi thật sự muốn khiêu chiến với ta sao? Lục Dương vừa cười vừa nhìn Lý Hạo Nhiên, không ngờ Lý Hạo Nhiên lại chủ động tìm đến mình. Đúng vậy, Lục sư huynh, chẳng phải huynh đã nói đã luyện thành pháp thuật kết hợp ngũ hành rồi sao, ta muốn xin chỉ giáo. Khóe miệng Lý Hạo Nhiên nở nụ cười, đây không phải là quyết định vội vàng của hắn, sự mạnh mẽ của Lục Dương có thể thấy rõ, nhưng hắn cũng không phải là không có mục đích. Hắn sở hữu một nửa ký ức của Tần Hạo Nhiên, trong đó bao gồm rất nhiều pháp thuật mạnh mẽ. Hắn không cần phải giống như những người khác phải vất vả suy ngẫm cách sử dụng những pháp thuật này, có thể trực tiếp sử dụng. Đây chính là sự tự tin để hắn dám khiêu chiến với Lục Dương. Được rồi, vừa rồi nắm giữ ngũ hành kết hợp, còn chưa có cơ hội thử qua, liền nhận lấy. Lục Dương cũng lộ ra nụ cười hưng phấn, nóng lòng muốn thử một lần. Trước tiên hắn để Bất Hủ Tiên Tử triển khai tiên thức, quan sát xung quanh, đảm bảo sẽ không có trưởng lão truyền công và những người khác nhìn thấy hắn sử dụng pháp thuật ngũ hành, đặc biệt là pháp thuật hệ kim. Đào Yêu Diệp cùng Man Cốt cũng đứng ở bên cạnh. Man Cốt lấy một đầu dê từ nhà ăn, lợi dụng cản thi thuật để dê thi khiêu vũ trên tam vị chân hỏa, ba người thỉnh thoảng kéo một khối thịt dê nướng xuống gặm. Đánh đi đánh đi, Mạnh Cảnh Chu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hắn cũng có thể xem tên khốn Lục Dương này lại, nghĩ ra cách nào hèn hạ. Không cần phải nói, lần này có sự trợ giúp của tam vị chân hỏa của Lục Dương, không cần rắc nguyên liệu nướng lên nữa, hương vị còn cao hơn khi ăn ở cản thi tông trước kia. Vừa ăn vừa xem đánh nhau, cuộc sống thật tươi đẹp. Trước khi giao chiến, Lục Dương tốt bụng nhắc nhở, nói trước nhé, ngươi đừng dùng thứ như nguyền rủa thuật với ta, đối với ta vô dụng, đừng đến lúc tự mình phản phệ đấy. Mặc dù không biết vì sao Lục sư huynh có thể miễn dịch nguyền rủa thuật, nhưng Lý Hạo Nhiên biết rằng về phương diện này, Lục Dương sẽ không lừa hắn. Như vậy là ít đi một loại thủ đoạn. Tần Hạo Nhiên có thể chuyển nợ từ trên người mình sang cho Thạch Hóa Cốt, chắc chắn là tinh thông nhân quả pháp thuật. Chỉ ít đi một loại thủ đoạn mà thôi, không thành vấn đề. Không khí trở nên nghiêm trọng, hai người bày ra tư thế. Chương 676, kết hợp pháp thuật ngũ hành, 1. Lý Hạo Nhiên ra tay trước, hai tay nhanh chóng kết ấn, lòng bàn tay bùm bùm, ngưng tụ thần lôi màu tím. Trường tâm lôi, thần lôi màu tím bắn ra, điện ly không khí, giống như một con lôi long há miệng, lao về phía Lục Dương. Lục Dương như đã sớm đoán trước, bước chân ra một nhịp, ngay trước khi lôi long lao về phía hắn, thay đổi vị trí, lôi long lao vào khoảng không, nện xuống mặt đất, một mảng đen thui. Mượn gió. Gió mạnh gào thét, cát bụi bay mù mịt, cuốn lên khói bụi, che khuất tầm nhìn, khói bụi còn có tác dụng che chắn thần thức, nhưng thần thức của Lục Dương há có thể so sánh với người thường. Hắn triển khai thần thức, mặc dù khoảng cách quan sát bị hạn chế, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong khói bụi ẩn chứa ba loại công kích khác nhau. Kim điểu chân diễm. Hai con hoàng điểu bay lượn quanh Lục Dương, tạo thành cơn lốc bằng lửa, ba loại công kích đâm vào hỏa diễm gió lốc, ngay cả hướng gió cũng không thay đổi mà biến mất. Lý sư đệ, chỉ dựa vào loại pháp thuật nhỏ này thì không được đâu. Hỏa diễm gió lốc thổi tan khói bụi, Lục Dương cười lớn. Lý Hạo Nhiên không vội không vàng nói, ta biết, chỉ một đòn tấn công đối với Lục sư huynh thì không có tác dụng gì, nhưng nếu số lượng đòn tấn công nhiều hơn một chút thì sao? Trưởng tâm lôi. Bốn luồng trưởng tâm lôi đồng thời bùng nổ, sắc mặt Lục Dương ngưng trọng, điều khiển hai con hoàng điểu hóa thành hai luồng lưu quang, va chạm với bốn luồng trưởng tâm lôi, lôi và lửa gầm rú. Lục sư huynh, thế nào? Lý Hạo Nhiên cười nói, bốn cánh tay vung vẩy, lòng bàn tay lại có công kích ngưng tụ. Bốn cánh tay. Lục Dương sửng sốt một chút. Vừa nãy, Lục Dương bị khói bụi che khuất, không nhìn thấy Lý Hạo Nhiên làm thế nào,
ba người Mạnh Cảnh Chu ở bên ngoài nhìn rõ ràng. Lý Hạo Nhiên nhân lúc Lục Dương ứng phó với đòn tấn công, xé đứt hai cánh tay của mình, nhưng không hoàn toàn đứt lìa, thịt đứt xương liền. Sau đó hắn sử dụng trọng sinh kim đan, nối liền hai cánh tay, đồng thời dưới nách cũng mọc ra hai cánh tay. Như vậy, mới là bốn cánh tay. Lý Hạo Nhiên hiểu rõ, Lục Dương không phải là loại có thể đối phó bằng pháp thuật bình thường. Đã một hai loại pháp thuật bình thường không đối phó được, vậy bốn cánh tay thi triển bốn loại pháp thuật thì sao? Nếu không phải hình thái bốn cánh tay quá gánh nặng cho cơ thể, Lý Hạo Nhiên hận không thể mọc ra sáu cánh tay để chiến đấu với Lục Dương. Mặc dù hắn không có ba đầu sáu tay, nhưng sử dụng những phương pháp khác để đạt được hiệu quả ba đầu sáu tay cũng được. Mạnh Cảnh Chu và hai người vừa ăn thịt dê nướng vừa xem, thấy Lý Hạo Nhiên thần lai diệu bút, liền vỗ tay khen tuyệt. Hay lắm, đối phó với tên Lục Dương này không thể dùng cách đánh thường được. Mạnh Cảnh Chu hết lời khen ngợi, là đối thủ lâu năm của Lục Dương, hắn hiểu rõ rằng nếu đánh theo cách thông thường thì không thể thắng được, chỉ có đánh phủ đầu mới có khả năng giành chiến thắng. Vị này không tệ, có vẻ ngon hơn thịt dê. Mạnh Cảnh Chu nhai chóp chép, vừa nãy hắn toàn ăn da dê, nướng cháy xém, cắn vào giòn rụm, thơm nức, lại thêm hoa hẹ giải ngấy, mùi vị tuyệt lắm. Thịt dê dưới da thì kém hơn một chút. Mạnh Cảnh Chu vô tình liếc thấy tam vị chân hỏa đang cháy rừng rực, đập tay một cái, có cách rồi. Hắn bắn ra một luồng niết bàn chân hỏa, ném vào tam vị chân hỏa, hai loại chân hỏa hòa vào nhau, phát ra tiếng lách tách. Dưới tác dụng của niết bàn chân hỏa, xác dê dần mọc ra lớp da dê, hơn nữa do da mọc chậm nên có thể thưởng thức kỹ càng hương vị tam vị chân hỏa nướng, mùi vị càng tuyệt. Man Cốt thấy cảnh này thì hai mắt sáng rực, không ngờ niết bàn chân hỏa còn có cách dùng như vậy. Nếu nói trước đây hắn chưa từng tiếp xúc với tam vị chân hỏa, không liên tưởng đến việc nướng thì cũng có thể hiểu được. Nhưng niết bàn chân hỏa nổi tiếng lẫy lừng, tu sĩ nào trong giới tu tiên lại không biết, vậy mà hắn lại không nghĩ ra cách dùng niết bàn chân hỏa để nướng, quả thực không nên. Thật là làm nhục thân phận về đồ nướng gia truyền. Chỉ biết rằng đi theo Lục huynh và Mạnh huynh mới có thể học được đồ thật. Là một nho tu, Man Cốt tuân theo lời dạy của thánh nhân Tam Nhân Hành Tất Hữu Ngã Sư, Ngô Nhật Tam Tỉnh Ngô Thân, thường xuyên tự kiểm điểm, không ngừng bổ sung khuyết điểm. Giải thích câu Tam Nhân Hành Tất Hữu Ngã Sư, Ngô Nhật Tam Tỉnh Ngô Thân nghĩa là ba người cùng đi, ắt có một người là thầy của ta. Mỗi ngày phải ba lần kiểm điểm về bản thân mình. Hết giải thích. Khi Man Cốt đang học thì Lục Dương vẫn đang chiến đấu với Lý Hạo Nhiên bốn tay. Ba đầu sáu tay quả nhiên là thần thông nổi danh. Lý Hạo Nhiên nắm giữ thần thông bốn tay cấp thấp này đã gây áp lực rất lớn lên Lục Dương. Trưởng Tâm Lôi, Lục Đinh Thần Hỏa, Đại Diễn Chân Hỏa, Trúc Nhất Trượng. Bốn tay kết ấn, bốn loại pháp thuật khác nhau cùng lúc tấn công Lục Dương. Kim Điểu Hót Vang, nhóm lửa tam vị chân hỏa, Kim Điểu giang rộng đôi cánh, mỗi một chiếc lông vũ đều sắc bén như kiếm, xé toạc không khí. Lục Đinh, Thần Hỏa và Đại Diễn Chân Hỏa tuy cùng là chân hỏa, nhưng không nổi tiếng về độ bùng nổ, căn bản không thể ngăn cản được hai loại chân hỏa và kiếm khí tấn công của Lục Dương. Trưởng Tâm Lôi cũng trong quá trình va chạm mà hóa thành hư vô. Chỉ có một đoạn trúc xanh biếc, bị Lý Hạo Nhiên vót nhọn, trong nháy mắt phát ra tiếng xé tan không khí, đâm về phía Lục Dương. Lục Dương mở thần thức, sớm đã phát hiện ra sự tồn tại của trúc xanh, nhưng phản ứng của cơ thể chậm hơn một nhịp, làm xước cánh tay. Lý sư đệ giỏi thật, vậy mà lại tẩm độc vào tre. Lục Dương thi triển Kim Điểu Chân Hỏa kiềm chế lại Lý Hạo Nhiên, lấy ra giải độc đan từ lệnh bài thân phận. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 677, kết hợp pháp thuật ngũ hành, 2. Không còn cách nào khác, Lục sư huynh quá mạnh, không dùng chút thủ đoạn thì không thắng được. Hơn nữa, Lục sư huynh đến bây giờ vẫn chưa tung ra tuyệt chiêu, đúng chứ? Đột nhiên, Lục Dương và Lý Hạo Nhiên cùng ra tay, va chạm vào nhau. Cả hai đều muốn nhân lúc nói chuyện mà đánh lén, nhưng không ngờ ý nghĩ của họ lại trùng hợp. La Hán quyền. Lục Dương không còn giữ tay nữa, ngang nhiên ra quyền. Lý Hạo Nhiên là khí tu, chiến đấu cận chiến căn bản không thể chống lại Lục Dương. Nói về chiến đấu cận chiến, chỉ có những thể tu đỉnh cấp như Mạnh Cảnh Chu và nho tu như Man Cốt mới có thể áp đảo Lục Dương. Lý Hạo Nhiên phản ứng nhanh, tự biết không thể đấu tay đôi với La Hán quyền,
trực tiếp giật đứt hai cánh tay dưới nách, tạm thời luyện hóa thành pháp bảo, đập về phía Lục Dương. Bùm bùm bùm. Trong chớp mắt, hai người đã va chạm hàng chục hiệp, chỉ tiếc rằng loại pháp bảo thân thể luyện chế tạm thời này rốt cuộc cũng không thể so sánh được với La Hán Quyền, Lý Hạo Nhiên bị đánh bay ra ngoài. Tin tốt là tóc của Lý Hạo Nhiên là tóc giả, sẽ không bị rụng tóc. Lục Trượng Kim Thân. Lục Dương khẽ quát một tiếng, kim thân giống hệt hắn từ trên trời giáng xuống, vững vàng bao phủ lấy Lý Hạo Nhiên. Trùng thụ phân thân. Lục Dương chui xuống đất, hạt giống phá thổ mà ra, mọc lên hai Lục Dương. Phần sau giao cho người. Lục Dương và phân thân vỗ tay, phân thân gật đầu, chui xuống đất, giống như địa long, từ dưới đất nhanh chóng tiến đến gần Lý Hạo Nhiên. Thổ độn. Lý Hạo Nhiên không hoảng loạn, thuấn di thì hắn không biết, nhưng thuật độn thổ thì vẫn biết. Trượng Lục Kim Thân có nhược điểm này, dưới đất không có lỗ thông, người biết độn thổ có thể thoát ra ngoài. Lúc này, phân thân của Lục Dương từ dưới đất đuổi đến, vẽ một vòng quanh Trượng Lục Kim Thân, họa địa lao. Bên dưới Trượng Lục Kim Thân trở thành ngục giam, phong tỏa đường lui của Lý Hạo Nhiên, Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ phải chui ra ngoài. Từ đó, Trượng Lục Kim Thân không còn khuyết điểm nào nữa. Lý Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, ta muốn xem một phân thân có thể làm. Gì ta? Phân thân của Lục Dương chui ra khỏi đất, tiến vào bên trong Trượng Lục Kim Thân. Tay của Lý Hạo Nhiên biến đổi, giống như ngọc trắng, đâm thủng phân thân của Lục Dương. Phân thân của Dương không hề bị ảnh hưởng, dường như cơ thể không phải của mình. Túy Lý Càn Khôn. Hắn duỗi tay phải ra, nước hồ rơi ra không ngừng từ lòng bàn tay của phân thân Lục Dương, trong nháy mắt đã tràn ngập Trượng Lục Kim Thân. Không thể nào, Túy Lý Càn Khôn của ngươi là để chứa nước, chứ không phải là kết nối với nước hồ, ngươi chỉ là một phân thân vừa rồi ra đời, lúc nào hút được nước. Lý Hạo Nhiên nói được một nửa, đột nhiên nhớ ra Lục Dương từng vỗ tay với phân thân. Có lẽ trước khi khai chiến, Lục Dương đã tích trữ nguồn nước trong lòng bàn tay, nhân lúc vỗ tay mà truyền nguồn nước cho phân thân. Quá sơ suất. Phân thủy thuật. Ba hơi thở trôi qua, nước hồ tràn ngập Trượng Lục Kim Thân biến mất không thấy, biến thành hydro và oxy. Theo tiếng chim hót truyền đến, ngọn lửa màu vàng lóe lên trong Trượng Lục Kim Thân, vụ nổ lớn xuất hiện khiến ngay cả bên trong Trượng Lục Kim Thân cũng xuất hiện vết nứt. Hay cho một chiêu, uy lực của chiêu này của Lục Dương không nhỏ. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, hắn vẫn hiểu đạo lý không gian nổ càng nhỏ thì uy lực càng lớn. Không chỉ vậy, hai loại khí mà Lục Sư Huynh phân giải dường như cũng có tác dụng với vụ nổ. Đào Yêu Diệp nghiêm túc nói, một kim ô chân hỏa không nên tạo ra vụ nổ lớn như vậy, chắc chắn có yếu tố khác ảnh hưởng. Đây chính là tổ hợp ngũ hành pháp thuật mà truyền công trưởng lão đã nói. Man Cốt cảm thán, Trượng Lục Kim Thân, Mộc Phân Thân, Phân Thủy Thuật, Chân Hỏa, Xúc Địa, năm loại pháp thuật đều có đủ. Lục Dương thu hồi Trượng Lục Kim Thân, chỉ nhìn thấy hai xác chết cháy đen. Lý Sư Đệ, đừng diễn nữa, ta vừa nhìn thấy ngươi thi triển pháp thuật chạy ra ngoài. Lục Dương cười nói, từ đầu đến cuối hắn đều chú ý đến động tĩnh của Trượng Lục Kim Thân. Trước một khắc nổ tung, Lý Hạo Nhiên thi triển pháp thuật tương tự như di hình hoán ảnh, đổi vị trí cho phân thân và chân thân. Hắn sớm đã dùng thần thức phát hiện dưới đất chôn một phân thân của Lý Hạo Nhiên, hẳn là đã âm thầm chuẩn bị âm mình một tay, đáng tiếc không có cơ hội sử dụng, ngược lại trở thành chiêu bảo vệ mạng. Đùng! Sau lưng Lục Dương vang lên tiếng động lớn, Lý Hạo Nhiên chui ra khỏi đất. Uy lực thật khủng khiếp. Lý Hạo Nhiên vẫn lòng còn sợ hãi, hắn biết đây vẫn là kết quả của việc Lục Dương thu lực. Nếu không phải đón tiếp mình sẽ không phải là một con kim ô chân hỏa, mà là nhiều con kim ô chân hỏa cộng thêm tam vị chân hỏa. Còn đánh nữa không? Lục Dương quay đầu cười hỏi. Đương nhiên là phải chiến đấu. Lý Hạo Nhiên còn chưa kịp nhận thua, đột nhiên hắn choáng váng, loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống. Trúng độc. Không đúng. Lý Hạo Nhiên phát hiện cơ thể xuất hiện dị thường, không thể chiến đấu nữa, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không cảm thấy hít phải. Thuốc độc. Tình hình thế nào? Đây là cái gì? Lý Sư Đệ có biết không khí tuy là khí thể thiết yếu để sinh vật sinh tồn, nhưng hẳn không biết hít không khí vào quá nhiều, ngược lại không tốt, sẽ xuất hiện phản ứng như chóng mặt, tức ngực. Ngay từ đầu chiến đấu, ta đã luôn thi triển phân thủy thuật, phân giải toàn bộ hơi nước trong không khí thành khí nhẹ và hoạt khí, hàm lượng không khí tăng lên, tự nhiên ngươi cũng không được nữa. Lý Sư Đệ nếu quan sát kỹ một chút, sẽ phát hiện từ đầu đến cuối ta đều nín thở. Thế nào, còn muốn đánh nữa không? Ta đầu hàng.
Chương 678, đệ tử chính đạo biết phối chế hóa cốt thủy là chuyện bình thường. Đào Yêu Diệp thấy Lục sư huynh thắng trận, hai mắt sáng lên, dẫn đầu vỗ tay. Bốp 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 bốp, một trận chiến rất thú vị. Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt suy nghĩ một chút, lau sạch vết dầu trên miệng và tay, cũng dẫn đầu vỗ tay. Thắng một trận không dễ dàng đâu. Lý Hạo Nhiên không phải là đối thủ dễ đối phó, trận này đánh xuống Lục Dương đều mệt không nhẹ, toàn thân đau nhức. Cũng may kinh nghiệm chiến đấu của Lý Hạo Nhiên không phong phú, trải nghiệm không đủ. Nếu không cũng sẽ không bị mình dùng ngũ hành pháp thuật liên hoành ép đến mức phải thi triển di hình hoán ảnh, linh lực cạn kiệt, lại còn ở trong trạng thái say rượu. Lý sư đệ lần sau chiến đấu phải để tâm nhiều hơn, nếu đổi thành Lão Mạnh, ta không dám dùng chiêu này hại hắn. Lão Mạnh tên khốn này rất gian, chắc chắn sẽ không bị một chiêu đơn giản như vậy hại được. Lý Hạo Nhiên trầm mặc. Ta đã tiếp nhận một nửa ký ức truyền thừa của Tần Hạo Nhiên, sao đến Lục sư huynh thì lại biến thành kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, trải nghiệm không đủ rồi. Tần Hạo Nhiên đường đường là hợp thể kỳ, hắn ta được một nửa truyền thừa, thế nào cũng phải coi là nửa bước hợp thể kỳ chứ. Được rồi, so với Lục sư huynh và Mạnh sư huynh, ký ức truyền thừa của Tần Hạo Nhiên quả thực không có tác dụng gì lớn. Lý Hạo Nhiên đứng trước phân thân bị cháy đen, ngẩn ngơ xuất thần, khẽ thở dài. Vẫn là Lục sư huynh lợi hại hơn. Lục Dương có thể hiểu được cảm nhận của Lý Hạo Nhiên, phân thân của Lý Hạo Nhiên là hậu chiêu hắn đã chuẩn bị từ lâu. Không ngờ cuối cùng lại bị di hình hoán ảnh giao ra, nếu lúc đó là chân thân ở trong trượng lục kim thân, bị nổ một phát, thì kết quả sẽ ra sao? Lục Dương tiến lên vỗ vai Lý Hạo Nhiên an ủi. Lý sư đệ, đừng nản lòng, pháp thuật ngươi nắm giữ đã đủ dùng rồi. Chỉ là tư duy không được đúng lắm, quá thẳng thắn, quá thành thật, gặp phải kẻ gian xảo xảo quyệt rất dễ phải chịu thiệt. Ta không nản lòng, ta đang nghĩ xem phải xử lý thi thể của ta thế nào. Lục sư huynh, thi thể của ngươi là mộc phân thân, pháp thuật giải trừ sẽ tự động dung nhập vào đất, nhưng phân thân của ta là thịt cắt từ trên người ta xuống. Còn có hai cánh tay mọc thêm của Lý Hạo Nhiên cũng có vấn đề tương tự. Lục Dương nghĩ một chút. Quả thực là như vậy, phân thân của Lý sư đệ đúng là không dễ xử lý. Thôi vậy, tuy không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Lý Hạo Nhiên từ ngọc bài thân phận lấy ra một lọ thuốc nhỏ, rút nút chai ra, một mùi hôi xộc thẳng vào mũi, Lý Hạo Nhiên mặt không biểu cảm đổ thuốc ra. Thuốc nước màu xanh đen dưới lên phân thân bốc lên một làn khói trắng nồng nặc. Phân thân tan chảy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Man Cốt hít một hơi, Lý sư đệ, đây là cái gì? Hóa cốt thủy, thứ trong ký ức của Tần Hạo Nhiên, ta đã phối chế được vài lọ. Hóa cốt thủy phối liệu phức tạp, hắn đã phải bỏ ra không ít điểm cống hiến mới mua đủ thảo dược. Lần trước hắn điều khiển phân thân tham gia trận chung kết thất bại, chính là xử lý phân thân như vậy. Không làm như vậy cũng không có cách nào khác, không thể để hắn còn trẻ tuổi mà tự đào mộ, chôn phân thân vào đó được. Cho dù hắn không tin mệnh cũng thấy điều này không may mắn. Này, năm đứa nhỏ các ngươi đang làm gì vậy? Không ổn rồi, là truyền công trưởng lão. Hai người giao chiến rất dữ dội, truyền công trưởng lão phát hiện ra động tĩnh, liền lên đường đến địa điểm chiến đấu để xem xét. Khi ông ta đến nơi thì trận chiến đã kết thúc, vừa lúc nhìn thấy Lý Hạo Nhiên đổ chất lỏng, bốc lên làn khói trắng. Man Cốt sợ truyền công trưởng lão hiểu lầm, vội vàng đứng ra giải thích. Trưởng lão đừng hiểu lầm, Lý sư đệ chỉ đang hủy thi diệt tích, không làm gì khác đâu. Truyền công trưởng lão suýt chút nữa đã ra tay giết chết giáo chủ tiền nhiệm của ma giáo truyền thế, thay trời hành đạo. Vẫn là Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu hai người ăn nói khéo léo giải thích rõ ràng mọi chuyện. Lý Hạo Nhiên u uất nhìn Man Cốt, ánh mắt đầy oán trách. Thì ra là Lục Dương đã luyện thành tổ hợp ngũ hành pháp thuật, ở đây tiến hành thí nghiệm thực chiến à. Truyền công trưởng lão khẽ gật đầu, cảm thấy rất hài lòng. Không ngờ ban ngày giảng bài, tối Lục Dương đã nghĩ ra cách kết hợp rồi. Quả là nhanh thật. Lục Dương cũng thấy tốc độ đưa ra phương án của vô địch đan rất nhanh. Truyền công trưởng lão cũng không có hỏi kỹ Lục Dương như thế nào ghép lại, Lục Dương đã nắm giữ. Cũng không có nhờ hắn chỉ đạo, tức là có một số việc không muốn để hắn nhìn thấy, đây chính là có thể hiểu được. Nhưng không đúng, các ngươi lấy đâu ra phối phương của hóa cốt thủy? Truyền công trưởng lão đột nhiên nhận ra một vấn đề khác. Bọn họ đường đường là đệ tử chính đạo, sao lại biết phối phương của hóa cốt thủy? Lý Hạo Nhiên giật giật khóe mắt, không biết nên giải thích thế nào, hắn không thể nói mình là Tần Hạo Nhiên chuyển thế được.
Vấn Đạo Tông có thể chấp nhận hắn là Tần Hạo Nhiên chuyển thế, tin rằng kiếp trước kiếp này không liên quan gì đến nhau, nhưng Ngũ Hành Tông thì không chắc rồi. Mạnh Cảnh Chu là đội trưởng, nghiêm túc giải thích, Vấn Đạo Tông chúng ta cùng triều đình hợp sức tiêu diệt Bất Hủ Giáo, từ Bất Hủ Giáo tịch thu được một số vật tư, đơn thuốc đan dược các loại, trong đó có phối phương của Hóa Cốt Thủy. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 679, Ngũ Hành Chiến Pháp, 1. Chúng ta là chính đạo, đương nhiên phải lấy việc tiêu diệt ma giáo làm nhiệm vụ hàng đầu. Ma giáo gian xảo xảo quyệt, quỷ kế đa đoan, thủ đoạn đa dạng, chỉ có nắm được thủ đoạn của ma giáo mới có thể tiêu diệt ma giáo tốt hơn. Thì ra là vậy, ta còn tưởng các ngươi học từ Bất Ngữ lão tặc. Được rồi, các ngươi không sao là tốt rồi, ta còn tưởng động tĩnh ở đây lớn như vậy là có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải học. Phải, hôm nay sẽ học ngũ hành chiến pháp. Cái gọi là ngũ hành chiến pháp chính là căn cứ vào đặc tính cá nhân của các ngươi, ngũ hành tương ứng một cách nhất, có thể khiến năm người các ngươi khi liên thủ chiến đấu, phát huy ra lực lượng càng lớn hơn. Nói đến đây, năm người sáng mắt lên, tiết học này thú vị hơn hôm qua nhiều rồi. Dựa theo tư liệu Vấn Đạo Tông cung cấp và sự hiểu biết của ta về các ngươi, có thể xác định năm người các ngươi tương ứng với năm loại thuộc tính khác nhau, rất phù hợp với phương pháp chiến đấu này. Kim chủ công, Lục Dương, ngươi là kiếm linh căn biến dị từ kim linh căn mà đến, có thể coi là kim linh căn, hơn nữa là kim linh căn có tính công kích mạnh nhất, tương ứng với vị trí kim. Mộc chủ biến, nằm giữa hư và thực, Đào Yêu Diệp, sở trường của ngươi là thuật ảo ảnh cũng được, vũ hóa tiên thể cũng vậy, đều liên quan đến biến hóa, ngươi tương ứng với vị trí mộc. Thủy chủ hồi phục, Mạnh Cảnh Chu, ban đầu ta nghĩ ngươi có thể là hỏa thuộc tính hỗ trợ, nhưng vì ngươi đã nắm giữ được niết bàn chân hỏa có thể hồi phục thương thế, nên định mệnh đã định ngươi làm thủy thuộc tính tốt hơn, ngươi tương ứng với vị trí thủy. Khoan đã, trưởng lão, dương khí của ta mạnh như vậy, còn có thể đứng ở vị trí thủy thuộc tính sao? Trong quan niệm của Mạnh Cảnh Chu, thủy đại diện cho âm, hoàn toàn khắc chế hắn. Truyền công trưởng lão không hiểu tại sao Mạnh Cảnh Chu lại có thắc mắc này, nhưng ngươi không phải là độc thân linh căn sao, thận thủy của ngươi rất đầy đủ mà. Theo thời gian Mạnh Cảnh Chu nắm giữ niết bàn chân hỏa tráng dương, thận thủy của hắn càng ngày càng đầy đủ, hơn nữa do là độc thân linh căn nên tuyệt đối sẽ không dò dỉ thận thủy. Mạnh Cảnh Chu trầm mặc, đừng tưởng ta đánh không lại ngươi thì ta đánh không lại ngươi. Hỏa chủ hỗ trợ, Lý Hạo Nhiên, ngươi là hỏa linh căn, lại bái Chu Hâm làm thầy, kiêm nhiệm luyện khí sư, vị trí hỏa đối với ngươi là phù hợp nhất. Thổ chủ phòng ngự, Man Cốt là man tộc thượng cổ, là thể tu bẩm sinh, thượng cổ man tộc vốn nổi tiếng với sức phòng ngự, ngươi tương ứng với vị trí thổ. Xác định tốt vị trí, truyền công trưởng lão sẽ đưa 5 người ra ngoài, để 5 người theo vị trí ngũ hành đã xác định đứng đúng vị trí, sau đó khoanh tay, nói lớn, muốn đạt đến mức phối hợp hoàn hảo, trước tiên phải biết mình biết người. 5 người các ngươi tuổi tác tương đương, cảnh giới tương đương, làm được bước này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Các ngươi thả hơi thở ra, mỗi người đều cảm nhận chi tiết cảnh giới của 4 người còn lại. Lục Dương cùng 4 người khác khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tập trung, thả hơi thở ra, dùng thần thức cảm nhận động thái bên ngoài. Thần thức mạnh mẽ quá. Truyền công trưởng lão khẽ ồ một tiếng, chú ý đến thần thức của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nổi bật nhất, rõ ràng mạnh hơn những người khác một đoạn lớn. Mà thần thức của Lục Dương còn mạnh hơn cả Mạnh Cảnh Chu, có thể thấy rõ sự khác biệt. Thần thức là thứ khó tu luyện nhất, cho đến nay vẫn chưa nghe nói đến pháp tu luyện thần thức của giai đoạn này, hai tiểu tử này tu luyện thế nào vậy? Đúng rồi, Mạnh Cảnh Chu là độc thân linh căn, Vấn Đạo Tông đưa cho ta tài liệu còn ghi rõ hắn kết thành song độc thân kim đan chưa từng có. Dương khí sung túc, dục vọng mạnh hơn, mà là độc thân linh căn, phải luôn khắc chế dục vọng, dưới sự tôi luyện này, thần thức mạnh mẽ cũng dễ hiểu. Vậy Lục Dương thì sao? Bí pháp không truyền của Vân Chi? Hay là Bất Ngữ lão tặc mèo mù vớ cá chết nghĩ ra cách? Lục Dương bị Bất Hủ Tiên Tử hành hạ, đặc biệt giỏi về thần thức, cảm giác thần thức của hắn nhạy bén nhất. Trong tình huống không che giấu hơi thở, hắn cảm nhận được cảnh giới của 3 sư đệ sư muội, một tên cháu trai. 4 người đều đã tu luyện tới kim đan hậu kỳ,
Lý Hạo Nhiên tiến triển chậm nhất lại xuất phát trước đó thành công đột phá. Lý Hạo Nhiên tại luyện khí kỳ ngâm nham tương một năm, làm trễ nải tu hành, bây giờ hậu tích bạc phát, rốt cục đuổi kịp tiến độ đám người. Lục Dương còn cảm nhận được khí huyết và dương khí dồi dào của Mạnh Cảnh Chu, yêu ma bình thường chỉ cần nhìn một cái là có thể bị thiêu cháy, vô cùng khủng khiếp. Tất nhiên, không phải tất cả ma quỷ đều sợ Mạnh Cảnh Chu, nữ quỷ như Bất Hủ Tiên Tử thì hoàn toàn không sợ hắn. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, tất cả mọi người đều mở mắt ra, nắm rõ tình hình của những người khác. Tiếp theo tiến hành bước thứ hai, truyền dẫn linh lực. Truyền công trưởng lão để 5 người xếp thành một hàng theo thứ tự kim mộc thủy hỏa thổ, bắt đầu từ man cốt, hai tay chống vào lưng Lý Hạo Nhiên. Truyền dẫn linh lực, lần lượt như vậy, đến cuối cùng là Đào Yêu Diệp sẽ truyền toàn bộ linh lực của mình cho Lục Dương. Chương 680, Ngũ Hành Chiến Pháp, 2. Lục Dương trong nháy mắt hai mắt đỏ ngầu, mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng linh lực mạnh mẽ đột ngột vẫn vượt ngoài dự đoán của hắn. Luồng linh lực này mơ hồ đạt đến cực hạn mà hắn có thể chịu đựng được. Thả hết ra, truyền công trưởng lão nói lớn. Lục Dương rút thanh phong kiếm ra, tinh khí thần hợp nhất, kiếm khí,